Đây là xương bò nha các bạn. Cái này mình dán hai miếng lại với nhau ha, bằng cái keo AB các bạn. Keo hai thành phần ha. Do là miếng nó rất là mỏng. Dán hai miếng lại cho nó dày dày coi nó được được chút các bạn. Này chặt bảy nha các bạn. Hai cây này chặt 7.5 ha. À, một miếng nó rất là mỏng các bạn, mỏng nhưng mà nó sợ gãy ha, nó rất là cứng ha, mình không sợ gãy các bạn. Hôm nay xong trễ quá, ở nhà tết bia các bạn. Bia 3 cm thôi. Sừng trâu hay là cái sừng bất cứ con gì cũng vậy, hoặc là cái xương bất cứ con gì cũng vậy, khi mình mài ra thì nó có cái mùi nó rất là khó chịu nha các bạn. Xương bất kể xương gì ha, khi mình mài ra thì cái mùi của nó rất là hôi các bạn, rất hôi, rất là khó chịu. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. À, đây là xương bò ha. Chặt 7 và là chặt 7.5 các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều món ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.